Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn máy vệ sinh hồ coi PC8000. Kết cấu máy gồm một đầu máy kèm theo 4 đầu hút, cán máy, bộ adapter điều khiển từ xa, ống xả dài 5,5m, sọt lọc. Về thông số kỹ thuật của đầu máy, công suất 155W, lưu lượng 8000 lít trên giờ, đẩy cao 3,8m, IP68, cho nên là đặt chìm trong nước, thoải mái. Máy vệ sinh này thì có 4 đầu hút. Thứ nhất đấy là hút dạng loa, đây là cái ống hút lớn nhất, có thể hút được những viên sỏi đá kích thước lớn. Và có hai cái ống hút dẹp, thì cái này thì có thể hút được vào những góc khe. Và cuối cùng đấy là một cái hút dạng bàn trà, đây là hay dùng nhất này, bởi vì nó có bánh xe, các bạn vừa cọ bạn lại vừa hút nên rất là sạch. Việc lắp những cái đầu hút này thì cũng rất là đơn giản, các bạn có thể theo dõi như ở trên clip. Và đây là cục adapter điều khiển từ xa. Cái cục này thì nó không phải là có tác dụng chuyển dòng điện từ 220V xuống dòng điện nhỏ hơn đâu các bạn nhé, mà là để chúng ta có thể sử dụng cái công tắc tự động bật tắt khi lắp ở trên thân máy này. Tháo ra thì rất là dễ, chỉ cần ấn cái nút đấy thôi. Các bạn sẽ được tặng kèm theo đấy là một viên pin để lắp vào cái công tắc này. Bây giờ chúng ta sẽ đi lắp cái cán máy. Nó bao gồm là 4 cái thanh. Thì tổng chiều dài của 4 thanh này là tầm hơn 2m. Khi lắp vào cùng với cái đầu máy nữa thì chiều dài lên tới là 2,5m. Và các bạn có thể lắp hết hoặc là không hết 4 cái thanh này thì đều được. Các bạn nhớ là lắp cái kẹp nhựa vào nhé. Lắp cái kẹp nhựa vào thân máy nữa, thì để lát chúng ta còn giữ cái ống xả nước cho nó gọn. Tiếp theo là chúng ta lắp cái công tắc bật tắt tự động này vào thân máy. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta chỉ sử dụng được cái nút tự động bật tắt đấy khi mà chúng ta sử dụng cái adapter. Đây, chúng ta kết nối cái ổ cắm của máy với cục adapter, sau đấy thì cắm ổ cắm còn lại vào với ổ điện là chúng ta có thể sử dụng được cái công tắc này rồi. Cái này rất tiện lợi các bạn ạ. Khi muốn dừng máy thì các bạn cũng không phải chạy ra tận cái nơi ổ cắm để các bạn rút, mà các bạn chỉ cần sử dụng cái công tắc kia thôi. Nếu mà không muốn tự động thì các bạn cũng tháo cái cục adapter này ra được và cắm trực tiếp cái ổ cắm này, đầu cắm này vào với cái ổ cắm của nhà mình. Và lúc đấy chúng ta lại thủ công thôi. Khi muốn tắt thì các bạn ra chỗ công tắc kia các bạn rút. Dây điện của cái máy này rất là dài, là 10m, thêm 1m của cái bộ adapter này nữa là tổng là 11m. Bây giờ chúng ta sẽ đi lắp ống để xả thải ra bên ngoài. Một đầu của ống xả thì bạn lắp vào đây giúp mình. Nhìn thì nhỏ gọn thế thôi, nhưng mà nó dài, cái ống xả này nó dài 5,5m đấy các bạn ạ. Cho nên là các bạn lưu ý nhé, nhớ ghim cái ống xả này vào cái thân máy giúp mình để cho nó gọn. Cuối cùng là chúng ta đi lắp cái sọt lọc. Rất là dễ các bạn ạ. Đầu tiên, đây là cái ống để nước trả về hồ các bạn nhé. Các bạn chú ý này, cái răng cao su này rất quan trọng này. Các bạn nhớ phải lắp nó lại đấy, thì nó sẽ khít. Tiếp đến là cái lưới lọc rác. Đây, nó có cái gờ đây, các bạn mắc nó vào hai cái thành, nó sẽ giữ chặt lấy. Cuối cùng là cái thanh ngang này, nó vừa có tác dụng là giữ cho cái sọt này chắc chắn cố định hơn, và vừa có tác dụng đấy là giữ cái đầu ống nước xả. Và đây là mô hình khi chúng ta đã lắp hoàn thiện cái máy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.